Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Nhiều năm qua thì danh hài Hoài Linh vẫn luôn là một trong số những danh hài được nhiều khán giả yêu mến và đồng nghiệp quý trọng. Đã có khoảng thời gian danh hài liên tục xuất hiện trong các game show truyền hình với lối diễn hài duyên dáng cùng những bình luận sắc sảo trong vị trí ban giám khảo. Tuy nhiên trong khoảng một năm trở lại đây thì danh hài dường như mất tích trong các game show, thậm chí là nhiều show giải trí lớn cũng không còn tham gia nhiều như trước. Điều này thì đã khiến khán giả đặt ra rất nhiều câu hỏi. Mới đây nhất, danh hài Hoài Linh xuất hiện trong live show của người bạn thân thiết là danh hài Chí Tài. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi danh hài chia sẻ về cuộc sống của mình trong truyền thông. Trước câu hỏi vì sao lại vắng bóng trong các game show, danh hài Hoài Linh thẳng thắn bộc bạch. Nói tôi ở ẩn, nhưng thực ra là không phải. Tôi không xuất hiện trên truyền hình và game show nên cứ nghĩ là tôi ở ẩn, nhưng thực ra tôi vẫn đi diễn ở các tỉnh. Mỗi tuần tôi vẫn nhận từ 1 đến 2 show ở các tỉnh. Nói chung tôi không bao giờ bỏ sân khấu là đam mê, làm sao mà bỏ được. Bên cạnh đó, danh hài cũng tiết lộ việc không tham gia nhiều game show vì có những game show đã gắn bó 4 đến 5 năm nên cũng đến lúc cần phải nhìn lại. Hơn nữa, danh hài rất sợ khán giả sẽ nhàm chán nếu mình xuất hiện liên tục. Theo Hoài Linh tiết lộ, sức khỏe không cho phép danh hài làm việc nhiều. Sau khi hoàn thành nhà thờ tổ, tôi cũng cần có thời gian để mình nghỉ ngơi. Chia sẻ thêm về mong muốn trong cuộc sống, Hoài Linh đã bộc bạch rằng tôi không mong ước gì nhiều vì tôi không đòi hỏi gì cầu kỳ, chỉ là mỗi ngày 3 bữa cơm. Tôi đi làm việc chỉ là kiếm tiền, lo công việc cho phủ, làm sao để hương khói, hoa quả cho tốt, duy trì những cây xanh và công việc trong đền. Hoài Linh là một trong số những người bạn thân thiết và ăn ý với Chí Tài nhất. Trong live show này, Hoài Linh, Chí Tài đã có màn tung hứng hài hước và duyên dáng. Ở cuối tiểu phẩm của mình, Hoài Linh còn giúp cho Chí Tài tỏ tình với vợ. Trên sân khấu, Hoài Linh đã chia sẻ, có những người xung quanh mình mà mình không để ý, nhưng họ vẫn dõi theo từng bước chân ta đi. 30 năm nay rồi đó, nhớ hạnh phúc đó nghe. Và người phụ nữ này không ai khác chính là cựu ca sĩ hải ngoại Phương Loan, vợ của Chí Tài vừa trở về từ Mỹ để ủng hộ chồng ở hàng ghế khán giả. Hình ảnh hai nam danh hài cầm tay giúp nhau tìm về hạnh phúc đích thực khiến nhiều fan có mặt không khỏi xúc động. Những khán giả yêu mến thì vẫn luôn mong muốn danh hài Hoài Linh sẽ sớm quay trở lại với các chương trình game show. Thế nhưng theo danh hài chia sẻ thì tất cả sẽ chỉ là duyên, biết đâu sang năm có game show phù hợp thì sẽ sớm quay trở lại. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.